xin giới thiệu với các bạn, đây là những mẫu giường gõ đỏ đẹp, hàng cực kỳ chắc chắn, dày dặn. Em đi vào chi tiết cho mọi người xem nhé. À, đây là mẫu hoa hồng, thành 12, ván 2 phân, thành 12 ạ, ván 2 phân. Đây là mẫu giường chạm gấm Louis. Và từ đây chạy thẳng xuống tới tận đây. Đó, ví dụ nhìn là khu phần caro nó là một tấm liền nhé. Và cũng chân 12 luôn, vai cực dày. Và đây là mẫu gấm hoa hồng. Mẫu này là mẫu phổ thông, đa số trên thị trường hay có. Đa số này là hay có nha. Mẫu này thì cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Được hoa hồng, kim hồng rất đẹp. Và cũng là được hoa tây. Và phần dưới là được hoa hồng cảm ứng. Cái này cũng trên 12 thôi. À, đây là mẫu mới đây. Mẫu mới cả nhà, thay đổi như mẫu trước Noi đi một xíu, nó là gọi chạm gấm hoa la tây. Đó. Đây mẫu nữa, đó. Rất nhiều mẫu, cái trơn này, cái chạm gấm này, caro, đây cũng là cái mẫu mới luôn mọi người. Mẫu này em nhìn thì cũng ưng ý đấy, chân 14 luôn. Mọi người so sánh với cái này chân 12, cái này chân 14 này. 15 luôn mọi người, chân 15 luôn. Chân 15 cái vai này cũng 15 luôn này. Ván giữa là từ đây kéo xuống dưới cái này. À, cái phần giữa ván ấy là cũng nguyên tấm không mối. Đó, nhìn rất đẹp. Đây là những mẫu giường của năm 2022 đẹp và chắc chắn. Bên cơ sở em là chuyên làm hàng những hàng rất chắc chắn. À, đây là những cái đầu thấp của nó, chắc vậy. Em cho mọi người xem cái vai giường nhé. Vai giường bên em là đây, vai giường đây, vai giường đây, ha, vai giường 5 phân. À, mộng rất đẹp luôn, mộng là đi âm nhé. Vai 5 phân. Được tuyển lựa là cây không có sâu kia gì hết, vân cực đẹp luôn. Đấy, thẳng tắp. Rất nhiều mẫu. Hãy đến với cơ sở chúng em, đồ gỗ giá rẻ.net.vn trang web và đồ gỗ giá rẻ Gia Khiêm là kênh của em nhé. Rồi, em chào mọi người.